Một mẫu bay nhà chính thao 15 cúi bắp thủ 8 lượt không nát, trong đó có một trận thủ không sao sẽ có mặt trong video ngày hôm nay. Let's go. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một mẫu bay của sếp Mr. Hào 89. Và đây là một mẫu bay cực kỳ hay ho, thủ 8 lượt không nát, có một lượt 3 sao nha. Và đường link của mẫu bay chắc chắn vẫn như mọi khi mình sẽ luôn chia sẻ cho các bạn ở phần mô tả video. Anh em chỉ việc bấm vào copy sử dụng, tất cả nội dung trên kênh của mình đều miễn phí các bạn nha. Nên anh em đọc kỹ hướng dẫn giúp mình nha. Đây là mẫu bay của bạn ấy. Và mẫu bay này còn thủ được một trận không có sao nào luôn. Đây, và chúng ta hãy cùng xem những cái thống kê về các trận thủ của sếp ấy. Đó, mình sẽ cho anh em xem cái trận không sao trước đi. Và đây, nhà của sếp ấy, bên đội bạn đánh bằng combo đó chính là Jack với cả Jack Rider có bình nhân bản. Và tướng tá là của cấp 15, 81, 81 rồi đấy các bạn. Để xem nào. Đi queen góc dưới này. Đây, tường của bạn này còn yếu chứ này. Rồng vào dưới luôn, như vậy đánh ngược khu vực nhà chính. Chơi vào chỗ cây thổi gió đang để ở đây. Rồi tới công chuyện này sếp. Cây thổi gió đang phát huy tác dụng đấy. Và bạn ấy phải sử dụng một bình đóng băng để bịt lại trong tình huống này. Úi xời ơi. Ôi, đứt rồi. Không áp sát được khu vực nhà chính và toàn. Vẫn cá cuống mà. Vào đến tình huống này là bạn ấy cả cuống luôn rồi. Thôi xong. Bạn có thể thấy là rồng bay đi gần hết rồi. Air defense, máy bắn đá và Inferno các thứ vẫn đang còn khỏe nguyên. Các thần chú cuồng nộ, bút hồi máu, ấm bút cuồng nộ là cực kỳ căng luôn rồi. Rồi, tới công chuyện. Còn đúng một băng thôi. Rồi, bịt được cái máy bắn đá. Úi dồi ôi, mừng quá. Rồng 47 rồi, 48 rồi. Thôi. Đứt ngay và luôn xem ạ. Và đây là một trận đánh bằng Zeti Bowler. Ôi bạn kia quản giáo mắc đến nơi rồi à, vòng mắc ở đây. Queen 84 rồi Super Bowler với cả Wish. Đây là trận đánh có sức công phá tốt nhất. Vẫn đang đi quản giáo ở khu vực bên này, đưa một balloon vào này. À có Tesla kìa. X-Bow để mặt đất. Trận này là 2 X-Bow mặt đất và 2 X-Bow là để phòng không các bạn nhỉ. Sử dụng xe phóng lửa để hỗ trợ cho quản giáo. Xe phóng lửa sẽ dọn khu vực nhà chính rồi. Quản giáo sẽ chạy ngược về phía em Queen bên này không? Sau khi ăn xong X-Bow. Không, bạn ấy lại khu vực nhà chính. Nhưng mà thả Queen thì bạn chạy về bạn đi hỗ trợ em Queen ngay. Không thả cuồng nộ cho Queen và Queen 84 đã mất gồng. Bạn nhầm rồi bạn ơi. Trời, bơm cuồng nộ vào cho Queen kìa. Rồi. Vâng, mải thả những em bowler với cả là Zeti quên mất em Queen. Lỗi tiếp. Chắc cay lắm. Trong tất cả mọi tình huống anh em phải rất tập trung, bởi vì trận này đã quảng Queen gái là thôi thiệt hại nặng nề rồi. Quyết định ngồng kinh ở khu vực cụm này. Úi rồi. Anh em lên. Bowler có ăn em lava đâu. Đấy, đá nó bắn cho như mưa luôn các bạn. Bắn rất đau. Tiếp tục nào. Nhìn vậy thôi chứ còn gì nữa đâu. Đấy. Đầu tư cuồng nộ để cứu em Super Bowler ở đây. Nhưng lại đứt tiếp. Anh bạn à. Anh bạn lại tím rồi đấy. Ôi xong con ăn rồi. Đứt cái phật luôn sếp ạ. Úi trời ơi. Chia tay bạn nhá. Tím. Quá là tím luôn. Hãy đưa ra ý kiến của các sếp ở phần bình luận phía dưới cho mình biết với nha. Tất cả miễn phí cho anh em copy nha. Úi rồi, vâng, và đây tiếp tục là một combo đánh bằng rồng nữa đến từ người chơi số 4. Lần này đập chết ở đây rồi. Đập chết gần hơn chứ không phải là cái cây thổi gió trên kia nữa. Và vẫn là khu vực tấn công ở góc dưới.
Em xếp này nào. Có rồi. Rồng dàn hàng căng ấy. Đoạn đầu tư cuồng độ và bật gồng quản giá chưa? Bật luôn. Không nói nhiều. Người đấy, đại bàng đã bị vô hiệu hóa nha. Cái bắn đá hai bên vẫn đang nhấc người lắm. Tháp thần chú cuồng nộ đã kích hoạt rồi. Một loạt công trình phòng thủ đã được tấn công luôn. Khí cầu chiến được thả nhân bản ở cụm bên trên nhà chính kia. Dọn góc rất đẹp, nhưng hãy nhìn vào cái khu vực trung tâm. Inferno nhiều tia này, Inferno một tia đại bàng này. Áo đầy đạn, tháp thần chú tất cả đều còn nguyên. Và nhìn lại thì mới chỉ được có 51 tỷ lệ phần trăm phá hủy. Mặc dù đây là trận thi đấu 2 sao. Về đây. Lại tìm tiếp các xếp ạ. Đợt tiếp tục trận đánh này. Lần này chơi 2 bình nhân bản. Và cũng đã đầu tư thêm cái set nữa rồi. Để xem bạn ấy sẽ như thế nào. Vẫn là King Queen, nhưng lần này đưa Ice Golem vào nữa. Có siêu công thành để mở lối khác hơn một chút và rồng tấn công theo cái hướng ở bên kia. Lần này đã đổi hướng tấn công rồi. Còn giá vào việc không? Đưa luôn. Rồi. Đưa lava ra đỡ đòn rồi. Nó xoáy ở cụm dưới và nhà chính thì tha hồ thoải mái mà bốc. Rồi cuồng nộ nhà chính và ăn được sạch rồi. Để cái Inferno 1 đi ở chỗ này nhìn vậy chứ thử mắt cũng đau phết ấy. Balloon sập hết. Balloon đã sập hết và Inferno nhiều tia và một tia này vẫn đang khỏe. Tầm này thì bạn lại chỉ có đứt nữa. Đứt sâu rồi sẽ vậy. Một mình em Queen chưa gồng thôi mà còn mỗi ngựa cho máy bắn đá thì ra cái lại thua anh em nhá. Các bạn nghĩ sao về mẫu bay này? Và đây là Zeti Super Bowl Smash. Ok, đánh hai bình nhảy. Xe phóng lửa có mặt yểm trợ. Đầu tư 4 em hồi máu để đi với các quản giáo. Cũng thuộc bài đấy. Combo này dạng box bay này là để các sếp đánh Super Bowler làm vâng. Đúng sở trường luôn, hợp bay đấy. Cái pha này sếp sẽ xử lý như thế nào nha. Đường link của mẫu bay hay là tất cả các video mẫu bay của mình là đều miễn phí copy về xài các sếp nha. Hiện tại thì đang có nhiều mẫu bay ở các cấp độ nhà chính lắm, nhưng mà sau đợt update thì mất một số cái chạy lính rồi. Thì nếu mà đường link nào mà anh em không copy được thì các sếp chịu khó xếp tay lại nhá. Còn các sếp nó có những mẫu bay hiệu quả như thế này, bay cúc vua hay là trôn thì cứ ở các cấp độ nhà chính, thì anh em cứ liên hệ fanpage. Có gì chúng ta sẽ cùng làm video để chia sẻ cho các bạn khán giả như thế này nha. Ở thời điểm hiện tại cũng rất cần thêm nhiều mẫu bay nữa cho anh em. Nhiều sếp cũng lười mà không chịu tự sếp đâu, toàn copy cho nhanh thôi. Và các bạn thấy thích nội dung này của mình nhớ cho một lượt like, share, đăng ký kênh luôn các bạn nha. Ôi rồi, Inferno một tia không đứt, đột ác chiến thật. Rồi, có em Queen chạy vào đây, may quá đã bục được cái Inferno. Khu vực nhà chính như kia rất nhiều anh em đã nằm, và em Queen lên đây thì sao? Rồi cũng nằm nốt. Ấy xay, không dễ đâu bạn ơi. Bây giờ có tháp thần chú ca bọt lắm và thêm cái pháo đầy đá nữa, lại một sao các bạn nha. Ok, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video sắp tới. Các bạn nào mà múc các gói trong cửa hàng mà anh em bị lỗi quốc gia hay cần tư vấn gì thì liên hệ fanpage của mình với hơn 135.000 người theo dõi ở Facebook nha. Còn anh em nội tự nạp được thì các sếp nhớ nhập cái mã Akari ở cái chữ C góc trên bên phải trong cửa hàng nha. Đây là cách các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ người trả lương. Đây chính là động lực cho tớ phát triển kênh nhiều hơn nữa. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Bye bye các sếp.